Trong video này á, mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái linh kiện dễ chết nhất trong cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V nha các bạn. Như các bạn đã biết á, thì mấy cái mạch có hai loại mạch cung cấp nguồn cho các đèn LED trong gia đình nha các bạn. Cái thứ nhất á, là cái mạch nguồn LED driver nha các bạn. Đây nè. Đây là mạch nguồn LED driver ha. Thông thường là cái nó cung cấp cho mấy cái đèn công suất lớn nha các bạn, công suất lớn hoặc có thể mấy cái đèn công suất nhỏ nó cũng có nhưng mà lại cao cấp nha các bạn. Còn nếu mà cái loại loại đèn mà công suất nhỏ rẻ tiền các bạn, người ta thường dùng cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V nha các bạn. Như cái đèn đèn này đèn 7W nha các bạn. Đây là bạn 7W ha. Có đèn loại 3W nha các bạn. Cái đèn này 6W nha các bạn. Đèn này 6W ha. Còn đèn này đèn 9W. Rồi bên trong nó hoàn toàn sử dụng cái mạch nguồn hạ áp nha các bạn, trực tiếp từ 220V ha. Cái mạch này á, ứng dụng nó phổ biến nha các bạn. Nó nằm trong mấy cái vật mũi nha các bạn, hoặc là những cái phần mà cấp nguồn cho mấy cái motor nha các bạn. Nó không cần công suất cao quá. Cần công suất thấp thôi. Những cái motor với cái đèn LED mà công suất thấp nha các bạn, mà chế tạo mà rẻ tiền á, thì người ta thường dùng dùng cái mạch nguồn hạ áp này các bạn, nó không có dùng cái mạch nguồn LED driver này nha các bạn, nhất là trong cái đèn LED nè. Cái này có ưu điểm á, là nó linh kiện nó ít nha các bạn, linh kiện ít hơn cái nguồn LED driver ha. Với lại thứ nhất, cái thứ hai là dễ sửa hơn nha các bạn, và giá thành nó thấp hơn nhiều so với nguồn LED driver nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy không, trên tay của mình á, đây nè, chỉ có hai con tụ thôi, một tụ gốm nè, một tụ hóa nó lọc nguồn thôi. Cái nguồn này nguồn, còn đây đây là bốn diode để chỉnh lưu nha mày, bốn diode có chỉnh lưu nha mày. Đây là hai cái dây nguồn AC 220V đi vô nha các bạn. Còn cái tụ này các bạn, cái tụ C1 là cái tụ gốm nè. Cái này tụ gốm mà nó có một con điện trở nha các bạn. Ở đây là con điện trở cái gì nhé, 474 nè. 474 mắc song song với cái tụ gốm này nha các bạn. Đây. Đây là một cái sơ đồ. Các bạn thấy không? Cái mạch này rất đơn giản nha các bạn, nó chỉ cần một con điện trở nè. Và một cái tụ, tụ có thể tụ quạt nha các bạn, tụ quạt là cái tụ tụ gốm nè. Cái này tụ gốm nha các bạn. Sau đó đi qua cầu diode. Nó chỉnh lưu thành một chiều qua một con tụ lọc. Cái tụ này là tụ hóa nha các bạn, tụ hóa ha. Và sau đó là sẽ cấp nguồn cho cái dãy led nè. Bạn nhìn cái mặt đơn giản nha bạn, chủ yếu là nếu mà được bỏ qua bốn diode nè là tính ra chỉ có ba linh kiện chính nè các bạn. Cái con điện trở này á, nó song song với cái tụ này nó có nhiệm vụ xả điện nha các bạn, xả điện cho cái tụ này nha các bạn. Đây là cái tụ C1 nè, điện trở mắc song song nè. Đây là các bạn, cái điện trở nè, nó mắc song song tụ C1 nè. Này điện trở mắc song song tụ C1, có nhiệm vụ là xả điện cho cái tụ tụ gốm này nha các bạn. Còn đâu đây là tụ C2 nha các bạn, là sau cái cầu chỉnh lưu nè, cái tụ lọc nguồn nha các bạn, C2 nha. Ở đây nó cũng mắc, có thể mắc con điện một con điện trở song song với cái tụ C2 nha các bạn.
là điện trở R2 ha. Nhìn trên mặt các bạn có thể vẽ thêm mắc thêm điện trở R2 chỗ này nha các bạn. Bỏ mắc song song với tải nha. Thế thì cái mấy cái mạch này các bạn nó rất dễ sửa nha các bạn. Là linh kiện đây nè. Linh kiện này á hầu như á là nó hư là cái con tụ C2 này các bạn. Đây nè. Các bạn thấy không? Cái tụ này tụ C1 nha các bạn. Có này tụ C2 nha các bạn. Cái chân dương ở đây nè các bạn. Thì đa phần á cái tụ C2 này các bạn khi mà các bạn sửa cái nguồn mạch nguồn hạ áp này á, các bạn chú ý cho mình cái tụ C2 nha. C2 nó có rất nhiều nguyên nhân nha. Có thể là nó bị khô nha các bạn. Tụ này là tụ hóa ha. Con tụ này tụ hóa nha các bạn. Nhiều trường hợp nó khô nha các bạn. Bên trong này là có cái lớp điện môi nha các bạn. Điện môi là cách điện hai điện cực á, hai điện cực là nó có cái tụ này là tụ phân cực ha. Phân cực là có cực tính nè, cực âm dương nè, chân gạch là chân âm nha các bạn. Còn không có đánh dấu là chân dương nha các bạn. Bên trong cái tụ này là một lớp điện môi. Cái điện môi ở đây cụ thể đây là lớp giấy nha các bạn. Giấy mà nó tẩm hóa chất á, nó cách điện luôn nha các bạn. Thì bình thường á thì không thông thường á mấy cái nguồn này nè để lâu quá các bạn, nó sao hoạt động lâu quá, hoạt động nè nó lên sao hoạt động, cái nguồn này á, hoạt động lâu dài quá cái tụ này bị khô nha các bạn. Khô dẫn đến là cái nó làm cho cái quá trình nạp xả của tụ á là nói chung bị khô là nó không còn nạp xả các bạn. Cái tính chất mà nạp xả của tụ á là không còn nữa các bạn, tích trữ cái điện á không còn nữa nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là thường á là cái tụ này cái điều điện áp nó vượt quá ngưỡng cao cho phép của nó các bạn, thấy nó hay bị nổ tụ nha các bạn. Đây nằm cái mức điện áp các bạn nhìn thấy không, ở đây nó ghi là 100V nha các bạn, 100V DC ha. Còn đây cái tụ là 47mm nha các bạn, 550V ha. Ở đây á cái giá trị số ở trên nha các bạn, cái số ở trên á là cái điện dung của nó, còn cái số dưới nha các bạn là cái điện áp mức làm việc nha các bạn. Là nếu mà trường hợp á mà cái điện áp mà nó vượt quá cái ngưỡng á, một như ở đây là ghi 100V đó các bạn, nếu mà quá ngưỡng 100V á là cái tụ này nổ nha các bạn, nổ tụ ha. Còn như ở đây nè, ở đây chỉ có 50V thôi thì nó hoạt động đến khoảng 50V nha các bạn. Nếu mà nó quá 50V á là nó có phụ tụ nha các bạn. Cái trường hợp thứ nhất á là nó phù nha, khi điện áp nó vượt quá cái ngưỡng của nó nè các bạn, cái tụ này nó sẽ phù nó phồng lên, nó phồng lên một lúc đó là nó nổ tụ luôn nha các bạn. Nên mấy cái trường hợp này á các bạn nên tốt nhất là thay tụ nha các bạn. Còn cái mức độ điện áp đầu ra, tại vì nó cái mức làm việc của nó là điện áp đến mức ghi trên đầu tụ nè. Thì thực tế, trên thực tế thì ví dụ như cái điện áp ngõ ra cái này 50V là trên đây nó chưa, nó không đến 50V nữa các bạn, nó khoảng 24 hoặc 32 hoặc 4 mấy vô thôi. Là dưới cái, tại vì người ta chế tạo người ta thường chú ý đến cái điện áp làm việc của nó các bạn. Thường là không cho phép quá cái điện áp mà định mức mà ghi trên cái đó trên thân cái tụ này nè. Vì nếu mà nó vượt quá nó sẽ nổ tụ nha các bạn, nó phồng tụ sau đó nó nổ tụ ha. Còn đây là cái trường hợp nổ tụ nha các bạn, đây nè. Các bạn thấy không? Cái tụ này nó bị nổ nha các bạn. Cái giá trị của nó là 470mm nha các bạn, 16V nè, nó nổ tụ nè. Bên trong là giấy nha các bạn.
Đây là các bạn thấy không? Cái lớp điện mô của nó là giấy nha các bạn. Nó cuốn nhiều lớp, nhiều vòng ở đây nè. Nó cách điện hai cái chân cộng trừ của nó. Cái trường hợp này trường hợp nổ tụ rất nhiều nha các bạn. Đối với cái nguồn hạ áp á. Đây là một loại mà nó sử dụng nguồn hạ áp nha các bạn. Còn đây nè. Bạn quan sát cho mình nha. Cái đèn đèn led á, đèn led công suất nhỏ nha các bạn, led bulb công suất nhỏ ha. Đây nè, hiện tượng tương tự nha các bạn. Hai hai bốn G cái điện dung của nó nha các bạn. Rồi còn cái này là cái linh kiện bên ngoài á, hoàn toàn là không sao, ok hết nha các bạn. Nhưng mà cái trường hợp á, cái linh kiện mà nó hư nhiều nhất á là cái tụ. Đây là cái tụ C2 nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình nha, cái tụ C2 nè là ngõ ra lọc nguồn cho cái cầu diốt này nào à. Nó thường xuyên nó hay bị nổ tụ nha các bạn. Nổ tụ là nhiều nhất nha. Còn cái trường hợp khô tụ nữa, đã tí nữa mình test cho các bạn thấy nha. Đây nè. Cái lớp điện mô của nó là giấy nha các bạn, giấy hoàn toàn nha. Nó nổ luôn nha các bạn. Trường hợp này gặp rất nhiều nha các bạn. Đó là nên các bạn kiểm tra như cái nguồn á, mình đã nói rồi, cái nguồn như cái nguồn luôn led driver này nè. Linh kiện hư nhiều nhất á, đó chính là con IC dao động. Đây là IC dao động nha. Con này IC dao động ha, nó hư nhiều nhất ha. Còn đối với mạch nguồn hạ áp cung cấp nguồn cho led đó các bạn. Hư nhiều nhất là cái con tụ này các bạn. Tụ mà sau chỉnh lưu á, nên là tụ C2 nè. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra cái tụ C2 nha các bạn, nhanh kiểm tra nhanh trên mạch coi có nó hoạt động tốt hay không nha các bạn. Đây là cái tụ C2 nè. Cái trường hợp thứ nhất á là các bạn có thể để trên mạch trực tiếp luôn. Đây nè, các bạn đo trực tiếp trên mạch luôn nha. Nhưng mà còn trường hợp thứ hai á, cái tốt nhất á, mình khuyên các bạn á, tốt nhất lên tháo cái tụ ra. Tháo cái tụ này ra rồi đo cho nó chính xác nha các bạn, chứ các bạn để trên tụ để trên bo mạch đó là không chính xác. Nhưng mà cái cách này á, mình sẽ giúp các bạn xác định nhanh cái tụ này nó còn cái khả năng nạp xả các bạn, tại vì cái tính chất cái tụ quá các bạn là nạp xả nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nha, các bạn dùng một cái đồng hồ kim cho mình nha, chiếc đồng hồ kim. Có thể các bạn 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 thay đo nhân 1 nè, nhân 10 hoặc nhân 100, nó tùy theo mức nha các bạn. Ví dụ trường hợp mà các bạn cái kim mà nó lên mà cái biên độ mà nó kim nó nhích lên chút xíu á, các bạn muốn thấy rõ các bạn tăng lên nha các bạn, tăng hoặc giảm cái này nha các bạn, từ mức 10 100 mà 100 ohm nè, hoặc 10 nhân 1 nhân 10 nha các bạn. Các bạn tăng lên cho cái ở đây mình sẽ chỉnh về chế độ thang đo nhân 100 nha các bạn, 100 ohm ha. Rồi các bạn tiến hành đo cho mình. Đây mình thứ nhất là mình hướng dẫn các bạn đo đo trực tiếp nha các bạn. Bình thường á mình đo trực tiếp là không chính xác nha các bạn. Nhưng mà các bạn có thể mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ có thể xác định nhanh được. Các bạn để thang đo nhân 100 cho mình nha. Đây nè, các bạn xác định có đầu tụ nha, cái tụ này nào các bạn. Các bạn muốn đo cái tụ này còn sống hay chết các bạn, là cái quá trình nạp xả của nó là bắt buộc phải về không nha các bạn. Đây là các bạn thấy nhích một chiều á, một chiều là kim sẽ lên, các bạn không quan tâm, mà các bạn quan tâm một chiều còn lại á, chiều còn lại nó nhích lên mà nó sẽ về, nó trả về nha các bạn, trả về không ha. Không nhích cái kim nhích lên nha các bạn, nó nhích lên trả bà chờ, mà các bạn chích lên lần nữa là tại vì nó nạp nó xả rồi, nó hỏi phải đảo chiều quay đo lại, nhớ nha các bạn, đảo chiều quay đo lại ha. Cái trường hợp này á, còn tại vì cái tụ này nó còn nằm trong mạch đó, nên các bạn
Đo thì nó sẽ không không có nạp xả như bình thường các bạn. Đó nó lên nó được kim đứng yên. Rồi các bạn để cho nó xả từ từ nha. Rồi các bạn không quan tâm, các bạn thả ra đi. Rồi tiếp tục các bạn đảo ngược cái đo. Đảo ngược cái đo là các bạn kiểm tra cái chiều này nè. Nó nhích lên, nó nhích lên mà nó trả về không á là ok nha các bạn. Đâu không, nó nhích nó chạy chạy về không đúng không? Đây là số 0 nè. Rồi các bạn đỏ để quay đo ngừa đảo đảo qua đo lại. Đó, nó lên vậy. Là các bạn không quan tâm cái chiều này nha. Nhưng mà một chiều á là các bạn đảo một cái đo là nó khi nó nhích lên nó xả về không. Đó thấy không? Nó xả về không là ok nha các bạn. Cái trường hợp này là ok nha. Rồi cái này cái tác dụng nhanh, các bạn không cần phải dùng tháo tụ ra khỏi bo, không dùng dùng bo hàng, và là cái công tụ này á, nó nạp xả tốt là ok nha các bạn. Cái tụ tụ lọc nguồn này nè, đây là trường hợp tốt nha các bạn. Còn đây các bạn thấy không, đây cũng là một cái mạch nguồn hạ áp thôi, tương tự như cái mạch kia thôi, không có gì cả. Cũng có một con tụ gốm nè các bạn, là một tụ quá ha, để lọc nguồn ha, 4 điểm chỉnh lưu. Rồi các bạn đo tương tự cho mình nha, là các bạn cũng chỉnh cái thang đo nhân 100 cho mình ha, các bạn chích cho hai đầu nha, hai chân nha. Lòng chiều kim lên nha các bạn, các bạn nhìn thấy không, kim nó lên vậy. Rồi các bạn không còn quan tâm nữa nha, các bạn đảo chiều qua đo lại. Còn nó có lên, nó lên mà nó xả về không không nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, con cặp đây nè, kim nó không nhích lên, chứng tỏ là cái tụ nó bị khô nha các bạn. Cái tụ trường hợp này, cái tụ này bị khô ha, khó nó mất cái đặc tính nạp xả nha các bạn, nó không nạp xả nha. Cái lời khuyên của mình là cái tụ này á, là các bạn phải thay tụ mới nha các bạn. Đây là mấy con tụ này nè, thay tụ mới cho mình nha. Đó một chiều nó lên vậy, nó đứng 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 nguyên á là ok. Nhưng mà các bạn không cần quan tâm cái chiều này, rồi các bạn phải đảo chiều qua đo lại cho mình. Đây nè, đảo chiều qua đo lại nha. Còn chích vô hai chân, đảo chiều qua đo. Không, kim nó nhích lên mà nó không bờ không nha bạn, hoặc là nó không lên nữa. Là chứng tỏ là cái tụ này nó bị khô. Nó bị khô là nhất định là các bạn phải thay thế cho nha. Nó khô, cái khả năng nạp xả không còn á. Đây là cái trường hợp mà kiểm tra trực tiếp nha các bạn, trực tiếp là mình không cần dùng mẫu hàng ha. Còn trường hợp mà bóc các bạn này gắn trên bo, còn các bạn bắt buộc là các bạn phải dùng mẫu hàng cho mình nha. Các bạn dùng cái cách tốt nhất là các bạn dùng mẫu hàng, các bạn xả chân hai cái đầu tụ ra cho mình. Các dùng mẫu hàng các bạn xả ra nha. Xả các bạn lôi con tụ ra. Lôi tụ ra khỏi bo, rồi các bạn dùng cái thang đo nhân 100 cho mình luôn ha. Nhân 100 nhân 1 đi. Ví dụ các bạn tháo ra được con tụ này, đúng không? Từ cái tụ tụ hóa này là cái tụ phân cực nha các bạn. Phân cực này nó có đặc tính nạp xả theo theo không, nó nhích lên, các bạn nhìn đấy đi cái kim mình nha. Thấy không, nó lên. Nếu mà các bạn chuyển cái thang đo nhân 1 đi, là mình chuyển cái thang đo nhân 1 nha. Còn theo không thấy đấy không, tại vì cái biên độ kim á nó nhỏ quá, nó không nhích lên nha. Gặp cái trường hợp này á, các bạn cứ tăng tăng lên nha bạn, các bạn nhân 10, nhân tốt nhân nhân 100 cho mình ha, 100 ohm á, các bạn sẽ thấy được cái kim nó nhích lên mỗi nó hạ xuống nha bạn. Đó các bạn thấy không, kim nó nhích lên hạ xuống. Các bạn đảo chiều quay đo lại nha, khi mà nó về không á là cái tụ, chứng tỏ cái tụ tốt nha các bạn. Đây nè, thấy không, đảo lại ha, thấy không, nó nhích lên mà nó về không là ok nha bạn, là tụ này nạp xả tốt, đặc tính nạp xả tốt của nó nha, là tụ này ok nha các bạn.
đó. Và là những cái mạch nguồn này các bạn, nguồn hạ áp trực tiếp, nguồn từ nguồn 220V là rất dễ sửa nha các bạn. Sửa đa phần cái linh kiện hư nhiều nhất á là chính là con tụ lọc nguồn nè, tụ lọc nguồn sau cái cầu chỉnh lưu, sau cái cầu đi ốc chỉnh lưu chính là cái tụ C2 này cho mình nha. Thì có hai trường hợp, một là nó rất dễ tụ là nó bị nổ tụ nhiều nhất, hai là tụ tụ nó bị khô nha các bạn. Khô là cái mất cái đặc tính nạp xả của tụ á. Nạp xả tụ là tất nhiên là cái đầu ra của nó sẽ không được còn bằng phẳng đây nha các bạn. Tại vì đây để mình vẽ nha. Bình thường á cái sóng mình xin nếu bạn. Nên là các bạn, như các bạn đã biết á, cái tín hiệu 220V AC các bạn là tín hiệu bình sin nha các bạn. Tầm tần số 50 60 Hz nha các bạn. Đây tín hiệu bình sin nè. Thì cái qua cái mạch chỉnh lưu á, đây mạch mạch chỉnh lưu cầu diode nè. Nó sẽ lọc được cái bán kỳ dương nha các bạn, bán kỳ dương bán cái âm nó bỏ nha các bạn. Nên cái tín hiệu mà chưa có tụ các bạn, chưa có tụ lọc nguồn á, nó sẽ nhấp nhấp nhô vậy, nhấp nhô vậy nè. Còn khi mà mình đã gắn thêm cái tụ lọc nguồn C2 các bạn, từ cái cần cái nguồn nguồn ra nguồn DC các bạn, nó phẳng phẳng tốt, nó sẽ nạp xả do cái đặc tính của tụ các bạn, tụ hóa nó nạp xả nó sao đó, nó sẽ lấp đầy các bạn cái mức đây nè, cái nó không còn hạ xuống xuống thấp nữa các bạn, mà nó xả. Bạn thấy không, nó gần như bằng phẳng nha bạn, tốt cái nguồn DC tốt nhất của nó bằng phẳng như vậy nè bạn, nó bằng phẳng là ok nhất nha. Nhưng mà do đặc tính của tụ nó nạp xả nó chỉ bằng phẳng được một phần nào các bạn, nó không được phẳng lắm nha các bạn. Nó nói chung nó gần phẳng thôi, nó nạp là quá trình nạp xả khi nó ấy, nó xả nó không, tại vì nó khi mà chưa có tụ các bạn, nó sẽ xuống đây xuống mức này luôn, là cái tính ra cái điện một chiều á, là DC nó sẽ nhấp nhô, còn sau khi mà mình gắn cái thêm cái tụ lọc nguồn á, nó sẽ bằng phẳng như vậy các bạn, gần phẳng nha, gần phẳng nha, là nhờ cái tụ này các bạn. Mà khi con tụ C2 này á, chờ mà cái tụ C2 này các bạn, cái tụ C2 này, này á mà nó bị nổ nha các bạn, nổ nè, hoặc là cái đặc tính nạp xả của tụ nó không còn nha các bạn. Cái trường hợp này đặc tính nạp xả của tụ không còn, nó bị thô, bị khô quá, là nó làm cho cái mức DC ngổ ra các bạn, nó không còn thờ phẳng nữa các bạn, nhấp nhô nhấp nháy nha, nó làm cho nó ảnh hưởng đến cái nguồn DC ngổ ra các bạn, có thể làm cho đèn led nhấp nháy nha các bạn. Đèn led bên đây nè, đây nè mấy đèn led này nhấp nháy nha các bạn. Đây là nó gây ra một cái ban bệnh là cái đèn led nhấp nháy trong những cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V, là cái là mấy chip led này bị nhấp nháy nha. Vì thế nên các bạn cứ mình khuyên các bạn là mấy cái trường hợp mà mấy tụ nào mà tụ bị nổ nè, mấy tụ lọc nguồn này bị nổ, hoặc là trường hợp nó bị khô tụ các bạn, khô tụ lên nó không cái đặc tính là nạp xả của tụ không còn, thì các bạn cứ thay tụ mới cho mình nha. Cái tiền cái tụ mày cái giá trị điện áp thở lớn hơn chút xíu nha bạn, mà điện dung nó sẽ bằng nha bạn. Như đây á là 47 mi nha bạn, 47 mi 100V, thì các bạn thay cái tụ khác cùng giá trị cho mình nha, tốt nhất cùng giá trị nha. Còn trước khi thử cái trước khi mà các bạn thay vô, các bạn cũng test, nhớ là test nha bạn, chứ từ tụ tụ mới tụ cũ gì á, các bạn tìm cái tụ nào của cái mạch nào á, các bạn sàng qua thì các bạn cũng đều test thử cho mình nha. Nên đưa vào cái thang đo nhân 100 cho các bạn cứ đỡ nè, đảo chiều cái đo liên tục cho các bạn đó, đảo cái nạp xả khi mà có cái chân á mà nó về không á là ok nha các bạn. Còn trường hợp mà nó mà lên á mà nó đứng yên cái kia mà nó không về không á là
các bạn nên thay tủ khác luôn nha, tại vì tủ đó cũng hơi bị khô rồi nên mà nó không mấy ha. Đó, nó phải vừa không là ok nhất nha các bạn. Và là video này mình đã hướng dẫn các bạn nha, sửa cái nguồn cái những cái linh kiện hay hư nhất trong cái nguồn mạch nguồn hạ áp trực tiếp từ nguồn 220V trong đèn LED nha các bạn. Đó chính là cái tụ nguồn này nè. Cái tụ lọc nguồn này khá quan trọng nha các bạn. Nó làm cho đèn LED nhấp nháy các bạn, hoặc là cái tín hiệu DC điện áp DC nó ra nó không được bằng phẳng nha các bạn. Nó nhấp nhô mà. Những trường hợp này các bạn nên thay tụ cho mình nha. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến hay thắc mắc gì các bạn cứ để biết lại comment trong dưới video nha. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.